Xin chào các bạn. Thì lúc sáng mình có chài được hai con cá lô kiến với mấy cái phi á. Bây giờ mình làm cái món là cá lô kiến hấp sả, hấp cơm mẻ sả. Món này ăn rất ngon á. Hai con cá lô kiến này bự à, rất to nè. Giờ mình phải mần nó, lạp sạch nó mới được. Cá lô kiến cho nó máu nhiều lắm á. Cá thì kiến thì mình chặt ngay nó ra. Nó to lắm. Chặt đuôi nữa. Mấy kỳ ra hết. Hai cái này quá là bự nè. Còn con cá này bự nữa, cá tôi kiếm này chưa luôn. Bự nhưng mà nó chưa bự dữ nè. Giải con cá lóc kiếc nó cứng lắm các bạn, nó dày lắm, mình không có cạo giải được đâu, mình chỉ chà cho nó sạch thôi, dao cắn không đứt nổi á, cứng lắm. Nó bụng nó ra, nó có cục máu khúc này nè, khúc này có cục máu đồng bự lắm. Cái miệng nữa. Giờ mình thôi, mình ngưng là mình mần con cái các bạn. Nếu mà thời gian mình quay mần cá luôn chắc lâu. Thì nói chung là vậy, mình xong mới mổ bụng nó ra. Cái kiến nó không có thịt nhiều đâu. Nó được cái phần này là thịt nè, phần này tới đây là thịt. Vì liệt cá lóc kiến á, nó máu nhiều lắm, nó tanh, để rửa thật sạch kỹ á, không phải nó bị hôi mùi tanh á. Móc cái mang này ra luôn nè. Rất là kỹ. Rửa thật sạch cái được cá này. Cá lô kiến nó tanh lắm, nó hôi lắm, máu nó nhiều. Nó màng nữa nè. Hai cái màng nó hơi bền. Móc cái màng rồi bỏ luôn đi. Nước cá lóc kiến rất là ngọt các bạn. Cá lóc kiến giờ nó nhiều lắm dưới sông. Người ta thấy người ta ớn luôn á. Sạch rồi. Mình phải lấy chanh với muối mình chà lại thêm nó mới sạch nữa. Tại cái da của nó mình không có đánh giải được. Cá lóc kiến nó không phải như mấy con cá kia, mình phải đánh giải nó được. Nó sần sùi. Nên sử dụng thêm chanh với muối thì mình chà cho nó mới sạch được. Cá lô kiến chanh thì nó tẩy dữ lắm,
thấy rửa kỹ nha các bạn, muối. Mà cái giải thì mình không có đánh được nên phải sử dụng tới chanh. Chanh thì nó tẩy dữ lắm, ghê lắm. Thì mình làm rất là sạch luôn á. Tại vì mình làm mình ăn mà, chứ đâu phải làm thường thường mấy cái quán nó làm không có sạch đâu các bạn. Đó nó thật đó. Đây mình dùng chanh nè. Mình đánh ra rất là sạch, nó ra nhớt nữa thấy không? Muối thì nó vô nó tẩy lắm. Bỏ cái nồi lên. Có nước chưa? Đổ lên, đổ nước dừa vô nè. Mở ra. Nước dừa. Này nước dừa. Nước cái mẻ vô. Hết luôn. Nửa một nửa. Vậy đây nước dừa cơ mẹ thôi quá rồi đập xả cho nhuyễn thôi đập ra tới cái kẹt tới cái cơ mẹ rồi quay cái kén là đập rồi xả sau khi đập diễn bỏ vô nồi lấy cái đũa tiếp xong mình bỏ cá vô cái cá bỏ vô tiếp miếng dao ra hai cái lá kiến nữa làm sạch rồi dân nước dừa cơ mẹ rồi giờ mình đậy nắp lại đợi nửa tiếng 15-20 phút gì nữa nghe chắc 15-20 phút lên chín rồi mình để nắp lại rồi bây giờ mình tắt mình đợi đi chùm lửa vô nè tắt queo mười phút được chín rồi ở đây thì lửa thì mình chỉnh lửa riu riu thôi cho nó vừa thôi không nên chỉnh nhiều quá thế không nên đốt lửa nhiều cái tấm nhóc tôi phá hoài quậy quá à Ah!
thử dở thử coi coi cho nó thơm không, thơm không. Mềm rồi, tróc gió rồi nè. Rồi lấy phải miếng muối, bên này bỏ miếng muối bột ngọt vô. Chín rồi. Mình hấp nè, cái mình hầm đó. Nè, giải nó cạo ra, cái nó hết giải, khi nóng lên nó cạo ra, nó hết giải. Các bạn, nhìn coi không? Đẹp, đã. Còn đá đi đi. Mới bột ngọt có mà. Bởi vì muốn nêm vô miếng à. Muối vô cho nó mặn mặn xíu. Giờ ăn mà giờ chín rồi. Ba thì bỏ vô miếng muối cái cho nó mặn mặn cái thơm rút vô cái. Bỏ vô cho miếng muối nó mặn mặn rút vô. Rồi mình đậy nắp lại cho nó rút cái muối vô cái mặn mặn cái. Chín rồi đó. Sau một hồi hầm hấp hầm xả nó chín rồi. Nhắc xuống thơm quá. Vị nước dừa rồi hương của xả. Cho miếng rau thơm vô. Cho nó thơm cái này. Rớt luôn nè. Bà muốn cái chặt quá chứ. Bì đê. Bì đê. Rồi. Ngon quá. Đây. Món cá lóc phiên. Cá giò chiên. Cá lóc phiên hấp với hầm xả. Cơm mẻ. Rồi, giờ đi ăn thôi. Đi lấy miếng ớt này, ăn với miếng ớt nè. Đi nó đi ăn. Rồi ăn coi. Ngon lắm á. Thơm thơm lắm á. Thịt ừ, ăn thịt tới đây.